Như chúng tôi đã thông tin về việc người mẫu diễn viên Ngọc Trinh điều khiển mô tô Ducati trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như quỳ nằm trên yên đứng một bên xe buông hai tay, thì đến nay cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và xử phạt các lỗi vi phạm. Theo phòng cảnh sát giao thông, trên mạng xã hội cá nhân của Ngọc Trinh có đăng video cô chạy mô tô biển số 59 AA00151 trên cầu Ba Son hướng từ quận 1 đi thành phố Thủ Đức. Phòng Cảnh sát Giao thông sau đó tiến hành xác minh, phân công cán bộ trực tiếp, trao đổi với công an phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức và đã liên lạc trực tiếp với Ngọc Trinh. Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận các hành vi vi phạm của mình. Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản Ngọc Trinh các lỗi điều khiển xe che lấp biển số, sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Không có giấy đăng ký xe, phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Không có giấy phép lái xe A2, phạt từ 4 đến 5 triệu đồng tạm giữ xe vi phạm 7 ngày